Chào mừng các bạn đã quay trở lại với Smart World, mình là Quân. Và hôm nay thì mình sẽ không review về laptop đâu, mà mình sẽ giới thiệu cho bạn một chiếc máy chủ đến từ HP, có cái mã là HPE ProLiant ML30 Gen 10. Ok, và chiếc máy chủ này thì sẽ định hướng dành cho những khách hàng doanh nghiệp vừa và nhỏ, hoặc là những cái công ty có nhiều chi nhánh với số lượng người sử dụng không quá lớn, đúng không? Mà cần đến một chiếc máy chủ có cái khả năng tính toán cao này, mạnh mẽ này, bảo mật và độ tin cậy, cũng như là mức ngân sách nó không quá lớn. Ok, giờ thì chúng ta cùng nhau đi tìm hiểu về chiếc máy chủ này nha. Đầu tiên thì mình sẽ nói qua một chút về ngoại hình của chiếc máy chủ này nha. Như bạn thấy đúng không ạ? Đây là một mẫu máy chủ mini tower, vậy nên nó có một cái phong cách thiết kế cực kỳ nhỏ bé. Nó có thể để ở bất cứ nơi đâu các bạn thích, đúng không? Rồi, và ở phía trước là một cái dạng lưới giúp cho tản nhiệt được thông thoáng hơn. Chúng ta sẽ có hai cổng USB, một cổng 2.0 và một cổng USB 3.0, và một cái nút nguồn và đèn báo trạng thái nữa. Ở phía sau sẽ là 4 cổng USB 3.0 nữa. Chúng ta sẽ có một cái cổng VGA này, đồng thời là hai cổng mạng LAN nhé. Nhưng mà cái máy chủ này sẽ không support cho các bạn, thứ nhất là cổng COM và cái cổng ILO giúp để điều khiển chiếc máy chủ này. Ok, đặc biệt thì ở mặt sườn sẽ có một cái chìa khóa như vậy, giúp các bạn có thể tháo phần mặt trước ra để nâng cấp ổ cứng nhá. Nếu mà không có thì cũng bó tay luôn, các bạn sẽ không thể tháo được chiếc ổ cứng này đâu. Và ở nắp sườn thì ghi cực kỳ đầy đủ các thông tin của máy. Thay ổ cứng thì sẽ support 4 ổ 3.5 inch. Ngoài ra thì sẽ có thêm option 8 ổ 2.5 inch cho bạn nâng cấp, nhưng các bạn phải tháo khay ở trong này ra và các bạn lắp khay mới vào nha. Và trên main thì sẽ support cho các bạn 6 cổng SATA 3 với tốc độ là 6 GB và nâng cấp max 62 TB ổ cứng. Còn về cấu hình của chiếc máy chủ này thì sao? Thì chiếc máy chủ này sẽ support bộ vi xử lý Intel Xeon E2224 với 4 nhân và 4 luồng. Ngoài ra thì có thêm option 6 nhân và 12 luồng nữa nha. Xung turbo có thể lên 4.6 và xung mặc định là 3.4 GHz, với mức TDP tiêu thụ khoảng 71W. Qua tản nhiệt thì cơ bản thôi, nó sẽ giúp cho các bạn làm việc mát mẻ. Rồi, và RAM mặc định của máy là 8GB chuẩn DDR4 ECC UGIM nha. Các bạn có thể nâng cấp max lên 64GB. Với option ở dưới chúng ta thấy sẽ có chuẩn M2 PCIe 3.0 X2 giúp các bạn có thể lắp thêm SSD để load ứng dụng nhanh hơn. Và phía dưới này sẽ có 4 khe nữa, là 2 khe PCIe X16 và 2 PCIe X8. Ok, và ngoài ra thì chiếc máy chủ này còn được trang bị đầy đủ các tính năng bảo mật đạt chuẩn CNSA và các chức năng như trên nha. Rồi, và nó còn được tích hợp bên trong rất nhiều các tùy chọn bảo mật khác, như module TPM chẳng hạn, đúng không, để ngăn chặn truy cập trái phép vào máy chủ. Cho nên là các ưu điểm về ngoại hình, phần cứng, bảo mật và các tính năng mở rộng, cũng như quản lý với mức giá cực kỳ tốt, thì chiếc máy chủ HPE ProLiant ML30 Gen 10 sẽ là một sự lựa chọn cực kỳ sáng giá cho các doanh nghiệp khi cần một chiếc máy chủ chuyên nghiệp, đúng không? Các bạn nghĩ sao về chiếc máy chủ này? Hãy comment ở dưới video. Giờ thì xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong các video sau. Đừng quên like, share, subscribe, nhấn chuông để ủng hộ team chúng mình. Xin cảm ơn.